rất tự tin, phải công nhận thế. Cái phần dạo đầu guitar bạn rất tốt, không bị mất nốt nào cả, rất đúng nhịp. Còn về phần hát thì có lẽ bạn chưa tốt, bạn phát âm chưa được hay, nên từ cái âm sắc và những cái cách bạn phát âm, những ngữ điệu bạn phát âm, rồi cái giọng hát nữa thì chưa thực sự là tốt so với những bạn chưa, mình nhận xét thế rồi, cảm ơn bạn. Bạn rất là trẻ trung, hát một bài hát Backstreet đúng không ạ? Có phải ban nhạc này là ban nhạc em yêu thích không? Một phần nữa. Thực ra thì em chọn cái bài này nó cũng là một cái sự mạo hiểm. Tại vì là mọi người vẫn đang định hình trong đầu cái phong cách của Backstreet thôi đúng không? Bạn hát thêm cái phong cách này thì chị nghĩ là mình cần phải làm mới đi một chút nữa. Khi mình tham gia lại mình cần phải làm mới đi một chút nữa. Và cũng nữa là khi mình bệnh đàn thì mình đừng để cho cái tiếng đàn mà áp đi cái giọng hát của mình, chị nghe nó bị gần quá. Thế còn về cái phong cách biểu diễn thì em khá là thoải mái với cái bài hát. Rất là chúc mừng em, bạn này đã đi. I think the song choice is an older song, but you sang it very well. Sometimes I don't know if you have the range to go higher, the higher note, but your voice is really strong, so yeah, it was good. I enjoyed it. Maybe your look, you could do something more, show your personality of it in your clothes or something. So, but apart from that, yeah, I enjoyed it. Thank you.